cái con nó đột quỵ tiếp theo. Nói như thế là cái người lớn người ta cũng không được đấy. Có lòng người ta bị làm gì? Sốc nhiệt, sốc não các anh chị, sốc tinh thần á. Giống như mình đang nghe cái chuyện gì đồng hồ là mình nhìn viên mình nghe mệt đấy đúng không? Cảm giác mình mà còn nghe động vật tự nói chi với cái ông cụ bà lớn tuổi. Và trường hợp đó thì bị sốc não, người ta gọi là sốc não. Mà sốc não là đứt mạch máu, những máu trong đó nó chuyển qua đột quỵ, mở được mạch máu đúng không? Đồng hồ sẽ mở mạch lớn tuổi rồi, cây rễ các kiểu nó rụng rịu rồi đúng không ạ? Mạch máu nó cũng vậy, cơ thể chúng ta cũng giống như cây cũng những cái rễ từ bên ngoài nhà nó đi đúng không ạ? Thì mạch máu các kiểu nó cũng vậy đó, nó lớn tuổi rồi thì đâm ra người ta mới gọi là sốt mạch não. Đâm ra đối với trường hợp đó là những trường hợp nào mà quá thấy ổn hay coi những người lớn tuổi những người bệnh tình lý đi thứ nhất tim mạch huyết áp tạm thời đó xử lý bị cổ cán rồi không làm hết tạm thời tạm sốt hay nặng cao không hay sao gì gì vậy đó thì nên nói từ từ đừng để các đồng hồ nhiều khi chúng ta nghe chuyện gì đồng hồ với người thân của chúng ta mà sốc cũng nói gì ai đúng không ạ? Đúng không ạ? Cái đó là cái phần sốc là gì, sốc não đó ảnh hưởng đó thứ hai bị tim bị mạch đó. Còn những trẻ bây giờ là gì sơ vữa trước động mạch chặn động mạch là những động mạch chúng ta bị chèn đứt vữa ra làm gì máu nhiễm mỡ rồi các kiểu đó đây tại vì mỡ máu nhiễm mỡ nó bán mỡ nhiều quá là bởi vì nó tích cái đường mạch máu tĩnh mạch chúng ta mà tĩnh mạch là tĩnh mạch lớn đó nó vữa nó làm gì nó chặn rồi ví dụ ở chỗ này nè khi ở tim ta là 6 đường mạch chính là tĩnh mạch chính nó đi các cơ thể bây giờ ví dụ nó nghỉ cái đường mạch trên não đi con không chịu nó đứt vữa cho nó ra nó phù ra con càng ngày càng lớn mà trụ xe các chịu con từ 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 làm gì tới nó không nổi được nữa thì bắt đầu nó sẽ mở cái mạch máu nó ra và khi sâu nữa mạch máu qua nó nổ ra rồi thì kiểu gì cũng chết ở như thế đấy kiểu hợp giống trăm người ta biết đấy là đột quỵ trường hợp là những trường hợp đó là bị sơ vữa động mạch tức là máu bể là những nguyên nhân đó những người trẻ bây giờ còn bị nhiều quá bây giờ các chị đối với trường hợp đó chúng ta không làm gì hết và chúng ta chuyển qua nặng nhân gửi về cho tới nằm phía như hồi nãy nhảy nhân cái toàn bộ nằm đấy cho tới hồi một cái nằm yên đó chúng ta không đỡ dậy không đi đâu mà không làm gì ngày xưa mà thường á đột quỵ á là ngày xưa không gọi đột quỵ mà gọi là chút chó đúng chưa ông bà thường nghe đó ông đang nằm ăn cơm hay coi tivi thế đang ngồi gì nè té ngã xuống nằm cái đất ông ơi ngày ba đâu mà mày đỡ chở thuốc nó lên chạy coi mày vô thuốc nó bị chút chó rồi chúng ta đỡ thôi sao mà đưa chưa đau đưa lên dán còn nữa mày mở cái hộp tủ tao lấy cái thẻ bài với lại cái chai dùng chó ra đây anh dầu cũng ó ra đây mày tao cạo chó đó bị chút chó mà cạo gió quá xong rồi lấy cái đứa đau làm gì chích chảy máu ra nó máu độc trong cơ thể bị chút độc à đó chích ra các chị thấy có ba yếu tố nó sai. Thứ nhất là nạn nhân ban nằm xuống đó đó là chúng ta đưa về đẩy nạn nhân lên sốc lên. Thứ nhất máu sẽ tụ về chân không lưu gì não được, não sẽ tăng thiếu máu mà có bữa rồi sốc dậy thì máu đầu nàng sẽ cao lên tim chút dậy thì não chúng ta thiếu oxy thiếu máu thì cái máu mình sẽ không ổn định. Thứ hai khi sốc là dậy bắt đầu tim kích thích tim hoạt động mà sốc dậy đưa đi là tim chúng ta sẽ hoạt động cái chúng ta vận động vậy đó tim sẽ đập nhanh lên thì cái vị trí mạch máu đó, nó mở ra sẽ mở hoành nhiều hơn và nó chạy càng nhiều hơn nguy hại hơn đúng chưa? Thứ hai đem lên dán trong rồi cạo gió cạo ra bồng quá trời bồng cạo lên chúng nó độc bồng tím luôn. Thứ nhất cạo gió làm chết hồng cầu mạch cầu làm chết luôn huyết tương cơ thể chúng ta đến đó thời điểm đó đang bị vữa mất máu là chúng ta đang cần gì hồng cầu bạch cầu và huyết tương để bảo vệ cơ thể chúng ta cái đó là bảo vệ kháng thể giúp chúng ta để có sự sống hồng cầu bạch cầu các anh chị thấy rồi á vừa mà bị sốt á đưa vô bác sĩ á nói là hồng cầu với các cái hồng cầu với tiểu cầu các anh chị giảm là do bị chết đấy đúng không ạ? Bây giờ cần làm gì cho uống thuốc vô cho uống canxi vô cho uống các kiểu vô là gì tái tạo cấp cái hàng hồng cầu chúng ta hồng cầu bạch cầu để làm gì bảo vệ cơ thể chúng ta mà bây giờ chúng ta cơ thể đang yếu đem cạo
là đồng nghĩa không là chúng ta sẽ chết những con đồng cầu bạch cầu và huyết tương đó. Nó không bảo vệ được chúng ta nữa. Chúng ta đang thiếu đánh trận, đang thiếu quân, đè ra, giết hết quân chúng ta. Thì lúc đó làm gì lực lượng chúng ta sẽ bị xíu. Xíu chúng ta không nuôi được cơ thể. Tâm ra thì trường hợp đó chúng ta không bao giờ sắp nặng dân dậy và đưa lên trên bán hoặc đưa đâu. Thứ hai, không có cạo gió. Được chưa? Cạo gió là ảnh hưởng là giết chết ông cầu bạch cầu và huyết tương của Uraga. Là ảnh hưởng sức khỏe. Đại nhân đang yếu mà. Thứ ba, không chăm vào chảy máu ra. Lúc đó là gì? Máu chúng ta đang thiếu mà lượng máu chúng ta cần để bơm tích tích đều để đưa về não. Và trong khi chúng ta chích vào máu thì máu tới đây nó sẽ xì ra là các chị bắt đầu đóng viên ống nước chúng ta nhẹ đang ở trên lầu mà tự nhiên nó bể chỗ này thì tiên tiến lên lầu được không? Đâu có lên lầu được, đâu có bị xa được, nó xì chỗ kia rồi đúng không anh? Bị xì rồi thì lượng máu sẽ không bơm về trong não được thì bắt đầu yếu nó như thế. Được chưa các chị? Quay ngược lại những trường hợp đó đưa nhận đơn giản là không đưa, cạo gió không cạo, chích đẻo tay không làm. Nhưng đối trường hợp đó cho nạn nhân nhập thánh đốm bằng lửa ra đưa nạn nhân về tư thế là bụng đi như trường hợp nãy, rồi làm gì khi mọi người xung quanh nhanh tránh ra đi, hỗ trợ oxy để cho nạn nhân hít không khí điều hòa đã ổn định, sau đó kêu xe taxi hoặc là xe cấp cứu chuyên dụng chuyển nạn nhân đi và chuyển nạn nhân đi bằng tư thế nằm ở đó. 4-5 người xuống nhau khiên chuyển nạn nhân lên xe mà đi bằng xe taxi không đi bằng xe ba chút nữa là chết các anh chị, kiểu gì cũng chết. Mà xin thưa các chị đột quỵ, nhân đã xử lý 1-2 ca giống như vậy rồi. Nằm yên nó đi, kêu xe, nhiều người chửi nhân đấy. Nó không biết cái gì nằm đó mà làm gì. Thật sự, nhưng mà sau đó mình mới nói anh cái gì chết ra đi thì họ về tôi biết đột quỵ rồi. Bây giờ đi, anh chị giúp cho tôi bắt chiếc xe taxi đi, chuyển đi. Thật sự may sau đó là anh đã sống. Đó là có thật, nhân đã tính như là bởi đâu mình sốc đi giống như từ thời ngày xưa mà đi là nguy hiểm. Tâm ra cứ nằm nó đi, tránh ra, người tránh ra dùng đi quạt hay gì đó giúp lấy oxy, hít thở không khí ra thì hòa ổn định nằm yên đó. Rồi chuyển nạn nhân, anh ơi chị ơi giúp tôi. Còn nãy em mới nói là gọi gần đấy,